Xin kính chào bà con. Hôm nay A Đấu sẽ giới thiệu cho bà con một bộ đôi nữ đánh đổi, đánh cá đối. Thì ngoài nữ đánh cá đối ra thì bà con có thể đánh được cá rô đồng này, cá lóc này, cá chê này, cá rô phi này, cá thác lác vân vân. Thì hướng lên màn hình bà con sẽ xem. Đầu tiên A Đấu sẽ giới thiệu cái dòng lưới cước Thái cao 2m, dài 100m và kích thước mắt lưới là then 2,5, tức là 5 phân. Thì cái dòng lưới này bà con xem hết cái video hôm nay thì bà con chỉ có phê thôi. Tại vì A Đấu thiết kế cho bà con ở đây là theo yêu cầu, theo ý muốn của bà con. Thì cái dòng sản phẩm này A Đấu đã làm ra để phục vụ, nhằm là phục vụ đáp ứng đầy đủ cái thông số cũng như là cái yêu cầu của bà con. Thì cái dòng này A Đấu làm cho bà con là dòng tắt chân chống rối, kẹp chì tròn bo đều và kẹp chì rất là nặng cho bà con, đảm bảo vừa nối lại còn vừa nặng để dìm cái chân chì xuống. Mục đích là đánh những con cá đối đi trên mặt nước nó sẽ mắc dễ dàng hơn. Và cái túi sâu, một đặc điểm nữa là túi sâu mà cước Thái dài này nó sẽ chui hết vào túi. Tại vì túi sâu này nó sẽ có cái nhiệm vụ là giữ toàn bộ cá khi đâm vào trong lưới này. Thì nói về cái sợi lưới này thì nó rất là mềm, mượt và dai, sờ lúc nào cũng cảm tưởng như là rất là mát tay. Sợi cước thì 0.15 cho bà con. A Đấu sẽ túm lại đấy để cho bà con hình dung là cái dòng lưới này khi làm ra, làm lên nó rất là đẹp cho bà con và đảm bảo bao hàng cho bà con. Và tiếp theo hướng lên màn hình bà con sẽ thấy được là dòng lưới đánh nổi cá đối thứ hai, đó là dòng lưới cước trắng, lưới bén 3 màn. Thiết kế khác lạ hơn, đó là cái dòng này A Đấu đã làm ra số lượng cho bà con. Đó là dòng phao này là dạng phao tông nối, bo tròn, không có cạnh và dòng phao này đàn hồi, bóp bẹp thoải mái, không sợ bị lố phao. Mắt lưới ở đây nó là then 2, 4 phân, đút lọt 2 ngón tay cho bà con. Đút lọt 2 ngón tay cho bà con. Dòng này thì bắt cá cỡ từ 2 ngón tay đổ lên. Đây cũng là dòng lưới đánh cá đối cho bà con, thiết kế cho bà con túi sâu, chỉ nặng vừa phải. Tại vì đây nó là độ để tạo cái độ nối cho dòng lưới cá đối này. Thì thịt rất là dày, đấy, thịt rất là dày. Nhìn hai tấm lưới này, nếu mà rũ, nếu mà xõa ra thì nó phải nói là nó quá đẹp luôn. Thì bà con có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ với A Đấu, Zalo trên màn hình, bà con nhìn thấy rồi đấy. A Đấu sẽ có cái tư vấn sâu hơn thêm cho bà con. Bà con nhìn trên màn hình thấy đâu, hai cái này thì nó quá đẹp, xuất sắc rồi. Phao thắt thì đều, tăm tắp cho bà con, túi thì rất là sâu. Lưới, dòng lưới này đánh thì không mà sợ bị rối, A Đấu thiết kế cho bà con đó. Nếu như bà con thật sự là muốn những cái hàng đẹp thì đến với A Đấu đi. Thì A Đấu sẽ thiết kế cũng như làm cho bà con mỹ mãn luôn. Đây, những cái dòng phao này bà con nhìn thấy nó đẹp như thế này cơ mà. Không phải suy nghĩ, không phải thắc mắc bà con ạ. Cứ lên đơn là có hàng về cho bà con. Rất là đẹp.